Hello các anh chị em hâm mộ bộ truyện tu tiên giả đại chiến siêu năng lực. Có nhiều anh chị em đọc lướt hay thắc mắc là không rõ Nham Sâm sử dụng tu vi gì ở mỗi tình tiết bộ truyện. Thực sự nếu các bạn để ý kỹ, tác giả đều có mô tả đặc điểm của mỗi cấp tu vi mà Nham Sâm sử dụng. Trước hết tip vlog khẳng định với các bạn là Nham Sâm thích phá cái tháp phong ấn sức mạnh đó lúc nào cũng được. Chẳng qua bên nhà ta muốn lợi dụng nó để kìm hãm sức mạnh của mình, tránh uy áp hủy diệt vũ trụ. Còn muốn biết Nham Sâm đang unlock sử dụng tu vi gì thì đơn giản anh em có thể xem độ phủ và độ dài sợi tóc trắng trên đầu Nham Sâm. Cấp trúc cơ thiên tiên thì tóc đen phủ đầy đầu, cấp kim đan sơ đến trung kỳ thì tóc đen vẽ kèm uy áp tỏa ra xung quanh. Cấp kim đan kim thiên đỉnh phong, nửa bước nguyên anh hư thiên đến nguyên anh hư thiên thì có hai sợi tóc mai trắng hai bên. Khi đạt cấp nguyên anh hư thiên thì ngoài hai sợi tóc mai trắng thì phần tóc trắng lan dần ở trên mái, chân tóc. Và ở cấp độ này Nham Sâm có thể sử dụng pháp tắc bậc cao nhất như thao túng, quay ngược thời gian trong phạm vi rộng nhiều hành tinh. Từ cấp tôn giả lên thiên đế thì tóc trắng phủ đầy đầu. Riêng cấp hóa thần huyền thiên thì chưa có hình ảnh,